Gì mày? Gì vậy? Chậm đi, chậm đi, chậm đi, chậm đi. Cứ chậm, cứ chậm, cứ chậm. Chậm đi, cứ chậm. Hello, ông Hoàng Nguyễn. Hả? Cái gì? Vô đông đông đi, vô đông đông đi, cậu qua. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2017. Dân quan bà Nguyễn Thị Sáu tố cáo thằng Lê Văn Hưởng, tức Lê Văn Hưởng áo đen này nè bà con. Lê Văn Hưởng là là thằng chủ mưu ăn cướp đất của bà Nguyễn Tháo. Do ở trên là ông Nguyễn Văn Khang đã trả đất cho bà Nguyễn Thị Sáu, còn dưới là Lê Văn Hưởng, thằng này là phó chủ tịch, nay là chủ tịch tỉnh Tiền Giang, là chủ mưu. Còn ở dưới là chủ tịch huyện Nguyễn Quốc Thanh, chủ mưu ăn cướp đất của bà Nguyễn Thị Sáu. Chào Nguyễn Mậu, chú, chào chú. Còn đây là an ninh, đội phó đội an ninh của huyện Cái Bè. Còn hai thằng đó là an ninh của huyện, này là Tâm, đội phó đội an ninh của huyện. Hai thằng đó là Toàn, Thái, an ninh của huyện với tỉnh. Em chào Tân Thái. Đây nè anh Thái. Ở đây là Nguyễn Quốc Thanh, chủ tịch huyện Cái Bè đó anh. Còn ở đây là Lê Văn Hưởng, là phó chủ tịch, nay là chủ tịch tỉnh anh Thái. Còn đây là ông Khang đã trả đất cho mình. Ông này là ông Khang đã trả đất cho mình. Đây. À, anh Tân Thái, anh thấy rõ ràng anh Thái. Em có nói rõ cho anh vậy rồi. Đây là an ninh của tỉnh nè anh Thái. Còn này là an ninh của huyện. Ngồi nó giữ nè anh Thái. Chờ cho anh em mình vô đông đông chút đi anh Thái. Em chào anh Thái, buổi chiều chủ nhật ở bên Mỹ. Vô đông đông đi anh. Tại công an nó mới lên chở bà già đi ăn anh. Nó dụ anh. Thưa nay là ba mấy năm rồi. Có giấy tờ đất đai đàng hoàng anh. À, chào Khai Tâm, chào các bạn, chào cả nhà. Đây là tại chợ nè Khai Tâm, đất của mình ở tại chợ nè Khai Tâm. Mời cậu đó từ đầu chợ này nè Khai Tâm với anh Tân Thái, với mấy anh em về tới dưới đây luôn. Về tới dưới đây luôn, tới lắc cài dưới đây luôn. À, mấy anh thấy không? Đây là tại quốc lộ 30 nè anh Thái. Chờ vô đông đông đi. Chào bạn Nguyễn Quốc Lương. Chờ vô đông đông giùm em nghe mấy anh Thái, anh Khai Lâm, chú Mậu. Em nghe nè anh. Em mới quen tí rồi anh, em mới quen tí rồi anh. Vậy chứ anh thấy để cho mấy người này cái mặt coi vậy. Mà không phải đất của em mà tại sao nó hỗ trợ 300 mấy chục triệu. Anh thấy rõ ràng không? Nay mấy này nó ăn kia. Anh ăn đi chút quà uống phê anh ơi. Em làm chút à. Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Đó, đây là cái bộ mặt nơi chính quyền của xã Tân Thanh. Còn đây là đơn tố cáo. Một bên tố cáo, một bên là xã Tân Thanh mới. Chào chị Anh Văn. Lên đông đông đi. Chị Hai ơi, chị Hai ơi, à, anh Thái em có kêu bà chị em lại nè, bà má em là công an nó chở đi ăn nè anh. Nó đang nỉ lên nó chở đi ăn rồi. Mà em hỏi anh, đất em thưa nay ba mấy năm rồi, không phải đất của em, mà bây giờ nó cho tụi an ninh để lên giữ nè anh Thái. Đó, à, đây là Tâm, đội phó đội an ninh của huyện Cái Bè. Đó, à, còn ở đây là an ninh của tỉnh chứ huyện. Đó bà con, đó đây hai an ninh của huyện với tỉnh.
Đó, con thấy không? Đất tôi tại chạy về 10 công đất mà nay mà nó đang cướp như thế này. Đó, bà con thấy. Để cho đông đông giùm em cái đi, nó thấy cho bà chị mà mặc áo bà ra bà nói anh thấy. Chứ các anh. Em chào anh Trọng Hùng. Anh thấy đất của em như vậy nè, về tới dưới kia luôn anh, 10 công đất mà về tới dưới kia nữa nó ăn cướp, không phải đất của em mà tại sao lý do gì nó trả em, nó đền bù mà nó hỗ trợ 300 mấy chục triệu là như thế nào anh thấy, không phải đất của em mà nó hỗ trợ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó là anh biết cái cực hợp giữa tỉnh Tiền Giang á với dân, nó hợp mà nó không cho dân có ý kiến gì dân á, nó hợp mà không cho dân có ý kiến, mà dân lên có ý kiến cái bắt đầu là cái nó tắt, dân mà lên hợp cái nó tắt à. Gia đình em đây nè, phát biểu nó không cho phát biểu, thằng Lê Văn Hưởng á phát biểu nó không cho phát biểu, hợp các ban ngành tôi thấy mà nó không cho phát biểu gì chân á. Anh thấy mấy thằng này, em chào anh Hùng. Để bà chị em mặc áo rồi ra đi nói lên. Em áo là nói ra anh. Chứ mình nếu mà mình quay lên này phải nói cho xã hội nó biết là mấy thằng này nó bao che từ cấp tỉnh ha, rồi đến cấp huyện rồi đến cấp xã luôn. Tại đất này nè không phải đất của tôi mà bây giờ nó hỗ trợ 300 mấy chục triệu, mà nó giờ nó nói là nó đền 2 căn nhà, là đất nông nghiệp, đất là đất thổ cư mà trả đất là đất đất nông nghiệp là làm sao? Anh thấy mấy người này nó phải đàn áp người dân không? Mà người dân ở đây, địa bàn của tỉnh Tiền Giang nói chung, tỉnh Tiền Giang mà nói riêng tỉnh Đồng Tháp là ai cũng biết là dân đất này là đất của bà Nguyễn Thị Sáu. Đất này là đất của bà Nguyễn Thị Sáu. Em cảm ơn anh Hùng. Ông Phúc cũng có yêu cầu là để giải quyết cho trả mà anh. Đại bà chị em lại đi. Chào Hiệp Cái Thành, ông ngoại sao hả anh? Ông ngoại biểu tình sao hả anh? Phải làm lại với bọn này bây giờ hút máu là cướp của cái dân dữ lắm anh Cách ơi. Cách Thành ơi, bọn này nó ăn cướp dữ lắm. Mình phải làm lên cho cộng đồng mạng, cũng như mình gửi tới Liên Hiệp Quốc, nhờ anh Thái rồi nè, đưa tới Liên Hiệp Quốc, anh Ben Trường gửi tới Liên Hiệp Quốc cho cộng đồng quốc tế thấy, cho cộng đồng quốc tế thấy đây là những cái bộ mặt của cộng sản. Nó bao kia là tỉnh Tiền Giang là ai? Ông Lê Văn Hưởng, chủ tịch tỉnh Tiền Giang, nay là trước đây là ông là phó chủ tịch, nay là ông chủ tịch. Bà con thấy không, đất của tôi như thế này, đây là tại lộ nè đó, bà con thấy đây nè đó, bà con thấy không, tại lộ đàng hoàng đó, tại lộ nhưng mà nó bao che, nó cướp với nhau. Đâu rồi? Thì ai chỉ cái thằng nào âm mưu cướp đất lại, chỉ lại cho bà con người ta coi. Bà tên gì? Văn Quang gì? Văn Quang mà Nguyễn Thị Sáu á. Đây là ông Nguyễn Văn Khang nè, ông Nguyễn Văn Khang trả đất cho má tôi nè. Đây lo ra. Lê Văn Hưởng là đây lo ra. Lúc mà họp ban ngành là đủ ban ngành hết trơn là trao đổi trả đất cho bà Sáu. Ông Lê Văn Hưởng không trả đất cho bà Sáu. Nguyễn Quốc Thanh không trả đất cho bà Sáu, còn khống chế gia đình bác Sáu là bà Sáu nữa. Bà Nguyễn Thị Sáu á. Tôi là con của bà Nguyễn Thị Sáu nè. Đó, bây nhờ cô bác cộng đồng mạng đâu cô xem xét lại giùm có đúng không? Mấy ông này lừa gạt má tôi. Bây giờ ông Lê Văn Hưởng á với ông Nguyễn Quốc Thanh là không xử trả cho má tôi mà chỉ nhờ ông Tiến công an tỉnh công an huyện Cái Bè. Nói đây là
đây là ông Hưởng, là ông này là ông chủ mưu, ông này là ông chủ mưu đại vụ cướp này, còn này là thằng là chuyên niên cướp đất của dân, thằng này Nguyễn Quốc Thanh này chuyên niên cướp đất của dân hại nước, còn cái thằng này á là phó chủ tịch, là Đinh Long Khang này, trước đây là anh Khang này là chủ tịch, nay là anh về hưu rồi, rồi thằng này phó chủ tịch mới lên là chủ tịch, mới lên cướp đất lại các bạn biết do ông Khang nó trả, mà trước đây hợp là các ban ngành đồng thể là ông Khang nó trả, mà thằng này nó trốn ở đâu, thằng Hưởng này nó trốn ở đâu, mà bây giờ nó đang cướp lại, nó là bằng phán tôi là bằng phán giả đó mà... Cô bác thấy chưa, tội tố cáo này nó là đúng hay là sai, là đúng hết trơn á, là Nguyễn Văn Khang trả đất cho bà Nguyễn thì sao, ông Lê Văn Hưởng là chủ tịch tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Quốc Thanh là chủ tịch Nguyễn cái bè không trả đất cho bà sao, mà còn bao che ông Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Thanh, ông Trần Ngũ Trí là Nguyễn Văn Khang hồi đó là mà cái xăng anh Tấn ở dưới á, mà 300 kỳ ăn đất của bà sao, ăn hết trơn không đâu. Phải đất của tôi mà tại sao nó nói là hỗ trợ cho tôi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mà tại sao ông Khang không hợp, mà thằng Hưởng này nó trốn ở đâu, mà bây giờ nó nói là nó có bằng khoán, trong khi đó bà già tôi đi kiện năm nay là 30 mấy năm rồi, từ ông Nguyễn Duy Thành giám đốc quan tỉnh, anh Danh bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang hiện giờ đang còn đương thời đang làm là chủ tịch hội đồng quan tỉnh, ông Nguyễn Quốc Diệp giám đốc quan tỉnh, là tại sao có xác nhận, mà thằng Hưởng này nó ở đâu, mà hợp các ban ngành đồng thể nó nói là bằng khoán này bằng khoán giả, nhưng như vậy là 30 mấy năm nay là ông tư bốn, tức là nó ông tư bốn là Nguyễn Duy Thành, ông Khang, ông Quốc Diệp bây giờ vẫn còn làm việc, là nói là mấy ông này chắc khói lộ hay gì. Vậy chào sư cô. Đó giờ cô bác thấy không, nó lên báo chí lên là nó trả đất cho bà Nguyễn thì sao rồi, nhưng mà thật sự chưa trả, nói ủng hộ gia đình tôi mà có đâu. Bây giờ đó, thông tin nhân quá ở xã Tân Thanh. Bây giờ tôi trả đất cho má tôi xin gửi đến bà con như thế này. Đầu dở nhà má tôi rồi. Tôi xin không đúng thì mấy ông bắt rồi. Tôi xin gửi đến bà con vậy. Cái thứ nhất á là ông chủ tịch tỉnh này nè, ông Lê Văn Hưởng. Ông Lê Văn Hưởng này nè, với ông Nguyễn Quốc Thanh này là hai này cấu kết với nhau là lừa cả đất nước Việt Nam. Lừa là như thế nào? Tại không có trả, không có qua, không có vận động, cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có trả gì chăng nào mà dám lên báo, lên đài mà nó nói là nó vận động nó trả cho má tôi. Đó, nhưng mà thực chất ra là nó không có trả gì chơi mà con. Nó không có trả mà nó không có vận động mà ông Hưởng này nè, dám lên đài truyền hình, dám lên báo nói là trả rồi, giải quyết thỏa đáng cho bạn Nguyễn Thị Sáu rồi, nhưng mà thực chất là không có. Với thằng này, hai thằng này là chỉ cấu kết với nhau, từ này là huyện, này là tỉnh, còn ở trên là ông Khang Nguyên chủ tịch tỉnh Tiền Giang đã trả đất đó, bà con thấy không, một tỉnh hai chủ tịch, mà trước đây thằng này nó chỉ là phó chủ tịch là Đinh Long Khang này thôi, Đinh Long Khang đó, mà tại sao ông Khang không có bằng khoáng, mà thời bà Sáu đi thưa 30 mấy năm nay mà thằng này lên nó có cái bằng khoáng đó, bà thấy không? Bà con thấy như vậy đó, lại đây nè, đứng đây nè. Đó, bà con thấy gì vậy, rõ ràng không? Đó, cô bác thấy đây, sẽ lên xã nông thôn mới. Đứng đây nè. Bắt má tôi, gia đình tôi nó phải ngồi ở nhà. Đây nè, bà con, tại tại chợ dân người ta chứ coi đàng hoàng. Đó, bà con thấy không? Đó. Lên một mình nó à. Đó, coi ăn mẹ bất nhà có không bây giờ á. Em chào Vĩnh Quang. Bây giờ á là mấy cái này nó giờ nó ăn cướp, là ông Hưởng nè là không có giải quyết, bài giám cả đất nước Việt Nam, nói chung cả đất nước Việt Nam 61 tỉnh thành này, ông Kha ông Hưởng này á là ông bao che, ông là tham mưu, ông là bà bao che bọn cướp. Đây nè, xã nông thôn mới nè bà con. Rồi ở đây là công an xã nó ra cho nó quay nghe bà con, thì nó cứ quay, tại nhiệm vụ của nó thì nó cứ quay, bà cứ quay lên, đưa cho nó quay lên cho nó báo cáo. Ừ. Đây nè bà con, tôi đang coi nè bà con. Đó là nhân viên xã Đông Thanh nè, nó quay tôi nè, cô bác thấy không, tội thằng Dân nó báo đồng tin. Nguyễn Văn Khang trả đất cho bà Sáu rồi, không tin thì nhà cô có không tin, nhưng mà sao về đốt xài bắt trả. Đó bà con thấy như vậy đó, đây nè an ninh một đống nè bà con, đây nè nó quay, mày cứ quay. Nhưng lại giờ cái chỉ đạo này là mày biết cái diệu gì bên diệu đất này không, mà mày ghê mày quay, mày có biết diệu đất này đất của tao không hả, mày biết cái thằng Lê Văn Hưởng này nó là chủ mưu không, chủ tịch tỉnh Tiền Giang, nó phải chủ mưu vụ cướp này không, thằng Lê Văn Hưởng này bao che Nguyễn Quốc Thanh. Bây giờ tố cáo là tố cáo hả, mày bây giờ quay phim phải làm cho đúng nha, nếu mà lên mà ăn như hổm ha, lên mạng mà nói là chạy mày đất quay, mà tao lên nói này nó quay về mấy ông mày dám lên không, lại xã này không à. Quay lên đây, mày quay mà phải đăng lên liền, quay trực tiếp cho tao, quay lên cho xã hội ta biết, dân ta coi nè bà con,
Bây giờ tôi gửi tới con như vậy nè, ông Lê Văn Hữu này không có giải quyết một miếng gì cho gia đình bà Sáu. Thằng Nguyễn Quốc Thanh này bao che, thằng Lê Văn Hữu bao che Nguyễn Quốc Thanh là không có giải quyết gì hết, mà nó dám lên đài truyền hình nói là giải quyết cho bà Sáu thỏa đáng. Nhưng mà thực chất thằng Lê Văn Hữu này nó là lừa dân, dối trên lừa dưới, lừa 61 tỉnh thành, dám lên đài truyền hình nói chung cả đất nước Việt Nam, nó sẽ lừa gạt nhân dân. Lên báo đài truyền hình tỉnh Tiền Giang, lên báo đó là lên đài truyền hình luôn, nói trả đất cho bà Sáu rồi. Nhưng mà thực chất không có. Có trả mà giờ nói trả rồi đó, cô bác thấy chưa? Trên thông tin nông dân qua xã Tân Thành 7 ngày nói là bà Sáu lấy đất của công thổ của nhà nước. 7 ngày không dỡ là tụi nó là dỡ nhà. Thật sự có không? Cô bác nhìn vô cô bác thấy coi có không? Bác thấy cô bác thấy lên nông thôn mới không? Đẹp đẽ không? Ăn đất là ăn tự nông dân chặt. Đây nè, cái chữ nè. À con thấy như vậy đó. Nè bà thấy công an nó cứ quay thì mình cho nó quay phải không? Cái sự thật mà. Nhưng mà nó quay nó không dám lên. Nhưng mà cái này nó quay lên nó làm bằng chứng gì mình không có biết, kệ cha nó. Kệ cha nó quay gì nó quay. Đó. Bây giờ an ninh lên nó giữ. Mỗi lần nó không phải đất của tôi mà nó cho lực lượng an ninh lên giữ gia đình tôi, sợ má tôi đi kiện, sợ tôi tố cáo thằng Lê Văn Hưởng này, chủ tịch tỉnh Tiền Giang nó âm mưu là nó bao che cái xe hành tấn ở dưới, thằng găng ở dưới cướp, bao che Nguyễn Quang Thành đó, mấy thằng này nó ăn cướp đất của người ta đó. Mà cái sự bao che này nè là có thể thằng Lê Văn Hưởng. Hiện giờ ông Nguyễn Quốc Trọng mới bắt ông Linh Đình Thăng, bắt gia đình ông Linh Đình Thăng, tại sao không vô tới tỉnh Tiền Giang mà coi cái vụ án này như thế nào? Có thằng Lê Văn Hưởng này nó làm sao? Nó mới lên với phó chủ tịch, lên chủ tịch nay mà nó làm ăn cướp người ta như thế này rồi, nó còn hại bao nhiêu đất nước Việt Nam nữa, bao nhiêu tỉnh nữa. Thằng Lê Văn Hưởng này hại bớt bao nhiêu tỉnh, tỉnh Tiền Giang, tỉnh nào tỉnh khác, tỉnh địa bàn sông Cửu Long. À con thấy vậy dân người ta coi đó, đâu phải mà mình nói lên mạng, mình đâu phải mình nói đó, nói theo những lời sự thật, nói theo những lời sự thật. Bây giờ anh sẽ hỏi mày, mày quay như vậy là mày có ý đồ gì? Cái thứ ai điều mày qua đây coi, thằng này có ban viên, còn thầy thằng Tâm đổ bóng an ninh, còn thằng này đây có tỉnh nè bà con, này tên Toàn phải không bà Hai, này Toàn phải không, này Toàn an ninh, còn thằng kia là thằng Thái, nó cho lực lượng an ninh lên tới nhà tôi canh giữ, không cho má tôi đi khiếu kiện vì năng cướp đó của má tôi theo chỉ đạo của ông Lê Văn Hưởng và ông Nguyễn Quang Thanh, cho an ninh lên đây giữ canh giữ không cho đi khiếu kiện. Đứng đây nè. Mấy đi, tôi còn nhỏ hen là lấy lớp cái chân à. Thằng hồi tới thằng Thêm luôn, nắm chỗ tay em. Đây là cháu của bà Sáu. Còn này là con bà Sáu. Đây là cháu ngoại. Đó, đây là cháu nội. Đây là con gái của bà Sáu, Văn Quang Nguyễn Thị Sáu, ở ấp 4 xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mấy ngày xuống dưới còn gửi thêm nữa. Đó cô bác thấy chưa? Ông Trần Hùng Chí là ông găng đó, cái xăng anh Tấn ở dưới đó. Cái vụ cái vụ trả đất này á là thằng Trần Hữu Chí, cây xăng anh Tấn ở dưới là nó là sau lưng, nó chủ mưu, nó sau lưng cái vụ án này. Chứ đúng ra là ông Khang cũng phải trả, ông Hưởng cũng phải trả rồi. Nhưng mà tại ông Hưởng mới lên thì nó giữ bao che của ông Hưởng. Ông Hưởng là không xứng đáng làm chủ tịch tỉnh Tiền Giang. Không xứng đáng. Quốc Thanh. Đó bà con nghe không? Kể cả thằng cháu nội của bà Sáu biết được cái thằng này nó ăn cướp đất của bà nội lên luôn. Ăn cướp đất của bà nội lên luôn. Đó, ông để thằng Lê Văn Hưởng. Thằng này nó ăn cướp đất của người ta. Đó, bà con thấy không? Kể cả cháu nội bà Sáu vẫn biết đó. Một chi một tỉnh Tiền Giang ai cũng phải biết. Dân dân trong tỉnh, trong xã ai cũng vẫn biết đất đai của bà Nguyễn Thị Sáu. Đó, bà con thấy không? Nghe cháu nội của bà Sáu nói đất của bà nội nó nằm ở thằng này nó cướp, nó bao che nha, nó bán, mà đất này do ông Nguyễn Văn Khang ở trên đã giải quyết trả, mà đất của tôi là có Nguyễn Văn Thành xác minh. Ông Diệp giám đốc quan tỉnh đó, bây giờ hai thằng này lên nó cướp trở lại, nó nói là bằng khoán đồ hoang giả, trong khi đó đó là thời thời đó má từ thứ ba mấy năm là thằng này nó làm cái gì, còn thằng này nó làm cái gì bà con? Thằng này hồi đó nó trốn ở đâu, trốn ở lỗ nào, thằng này nó trốn ở đâu đó bà con thấy không? Mà bây giờ nó bằng phán tôi là bằng phán giả đó,
giả mạnh lên đi, nó hỗ trợ gia đình tôi 300 mấy triệu, mời công đất hỗ trợ là hỗ trợ sao? Không phải đất của tôi tại cho nó hỗ trợ bà con. Tôi không phải đất của tôi mà nó hỗ trợ là hỗ trợ như thế nào? Đây đây nè bà ơi, hỗ trợ là hỗ trợ sao? Không phải đất của tôi mà hỗ trợ hả bà con? Bà con cứ suy nghĩ đi, không phải đất của tôi tại sao nó xây lên mà nó hỗ trợ cái gì hả? À, bây giờ ông Lê Văn Hữu chủ tịch tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Thang là chủ mưu không trả đất cho bà sao? Ông Nguyễn Văn Thang trả đất cho bà sao rồi, và bây giờ hai người đó là chủ mưu với nhau. Ông Lê Văn Hữu chứ ông Nguyễn Văn Thanh đó, chủ tịch tỉnh Tiền Giang, chủ tịch huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang là không giờ trả đất cho bà sao đó. Bây giờ mấy ông giải quyết tiếp đi. Hôm nay tôi gửi tới nè, cũng như là em gửi tới anh Thái, để tới bên trường gửi tới các bạn chia sẻ ra vào tới liên hiệp quốc. Đó. Đó cô bác thấy không? Nhà tôi nè, đất tôi mặt tiền vậy nè, mà ông Trần Hữu Chí hồi đó là ái bức gia đình tôi là Nguyễn Thành Văn đó. Ông Văn làm cây xăng anh đóng chưa đó, ngồi bao nhiêu kỳ. Thì đây đất của bà Sáu đó, bây giờ chào tới bây giờ đó. Ông mấy ông thấy chưa? Xe ra, xe mặt ra. Xe mặt ra. Ông Khang đã trả đất cho bà Nguyễn Thị Sáu. Em nghe nè anh. Dạ em đang quay tí ra anh, 5 phút em tắt anh. Dạ tôi nói cho anh tiếng nghe, anh nói cỡ nào anh về và tôi cũng mở lên nữa hà. Để xuống trở lên chừng nào ông Khang với ông Quốc Thanh dạ giải quyết trả đất cho bà Sáu, tôi được quyền trở xuống. Bây giờ tôi có vậy, nếu ông Lê Văn Hưởng, ông Nguyễn Quốc Thanh lại đây, tại hai thằng này là tháo ra, gia đình tôi sẽ bỏ không đi thư kiện nữa, bỏ đất này luôn. Với điều kiện là ông Nguyễn Quốc Thanh với ông Hưởng, hai thằng này lên đây tháo cái bản này ra, tôi gia đình tôi sẽ bỏ đất. Đó, không điều kiện nữa. Rồi bên anh cũng mới bên ông tố cáo ông Lê Văn Hưởng với ông Nguyễn Quốc Thanh đó, không trả đất cho bà Sáu. Ông Khang ở dưới trả đất cho bà Sáu rồi đó. Hai ông đó chủ mưu với nhau. Ông Lê Văn Hưởng với ông Nguyễn Quốc Thanh đó, ông huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang đó, hai ông đó không trả đất cho bà Sáu đó. Em mua bao che cho ông thằng nghĩa là ông. Đó bà con thấy không? Đất của người ta vậy, đất của người ta vậy mà nó hỗ trợ, tôi không biết nó hỗ trợ cái gì à? Đất của người ta mà nó hỗ trợ tiền, mà bà con đó mời công đất mà hỗ trợ có 300 mấy triệu à? Nói chuyện mắc cười không? Đất của tôi mà hỗ trợ, trời ơi trời! Đủ tiền rồi đó, giờ ba mấy năm nay má tôi đi thưa nữa mà nó hỗ trợ không biết hỗ trợ cái gì. Em chào anh Sĩ Đăng. Đó bà con thấy không, đất người ta như vậy chợ 300 mấy triệu, trời ơi trời. Hợp á với tỉnh ở dưới á, ông Hùng xuống hợp ở dưới á, cái ông Hưởng ơi đó, không cho tao phát biểu, không cho phát biểu đó. Bây giờ á, đây là ông Sáu nè bà con, đây là ông Sáu nè. Đà lớn là kêu ông, kêu ông Hoàng đây nè. Ông Quốc Hoàng hồi đó là xã, là hiệu trưởng trường xã Tân Thanh nè, thừa nhận đất bà Sáu nè, ông quá. Bây giờ là nghe lời ông Lê Văn Hưởng, nghe lời ông Nguyễn Quốc Thanh nói không phải đất của bà Sáu. Nó không phải đất gia đình tôi, mấy ông cô việc bắt. Còn nếu phải thì ông Lê Văn Hưởng, Nguyễn Quốc Thanh phải trả đất cho bà Sáu. Ông Khang là trên nè, trả đất cho bà Sáu rồi nè. Ông Lê Văn Hưởng, Nguyễn Quốc Thanh là bao che nhau, ăn cướp với nhau, không trả đất cho bà Sáu nè. Không chế gia đình tôi đó, lên đài truyền hình, lên đài truyền hình nói là không phải đất bà Sáu, lên báo nói không phải đất bà Sáu. Rồi qua thỏa thuận với bà Sáu có thật sự có đâu. Bây giờ gửi tới cộng đồng mạng là cũng như ông Lê Văn Hưởng là ông không có giải quyết thỏa đáng gì hết, mà ông dám lên đài truyền hình ông là giải quyết thỏa đáng rồi bình hành bù cho bà Sáu, nhưng mà thực chất là không có. Ông dối 61 tỉnh thành cả đất nước Việt Nam. Ông Lê Văn Hưởng này là phó chủ tịch, nay là chủ tịch tính công Khang, còn thằng Nguyễn Quốc Thanh này là hai thằng này là âm mưu với nhau,
Lê Văn Hưởng và thằng này chủ tịch huyện và chủ tịch tỉnh, hai thằng này là âm mưu với nhau. Đó, bà con thấy gì không? Thanh, Quốc Thanh. Quốc Thanh này nè, dưới đất nè, chó để ăn cái chó mày ơi. Kệ nó đi. Nhanh được không? Nói rồi, không có chữ cái chó. Nói được chữ chết mẹ luôn, chọc mẹ nữa. Ăn cướp đất của người ta, để ghế ngồi được không? Ăn cướp đất người ta, không phải đất của người ta. Cô bác cái gì vậy nè? Ở ngoài ta đang dẹp vô. Mày cứ để người ta. Bà con thấy không? Tại chợ, dân người ta coi mà. Bây giờ không phải bây giờ ta coi đi, quay lại đi, anh cứ quay lại. Ở đây là sự thật. Anh cứ quay lại, đây là an ninh nè. Đây là an ninh nè, không cho ta quay phim nè bà con. Đó thằng này an ninh huyện, thằng Tâm đội phó đội an ninh của huyện. Đó em. Đó, đó không cho ta coi, qua coi đi nè, dân người ta coi nè bà con. Đồ đất không phải đất của người ta. Mà tại sao trả người ta 300 mấy chục triệu mày nói tao nghe đi Tâm. Chứ vậy à, hôm nay mày lên nè mày giữ bà Sáu như thế nào? Chứ phải là chữ đại diện của cha xã huyện không? Mà phải huyện thằng Nguyễn Quang Thanh nên kêu mày lên đây chữ không? Trời ơi. Đại chỉ ba nè, đại chỉ ba. Thấy cô bác thấy chưa? Đây là ông Sáu. Đây là ông Sáu nè bà con. Ông Sáu đang bệnh, đang ngồi đi xe lăn. Anh cứ coi đại đi. Ở đây là cái một cái xã này là xã ăn cướp đất của bà Nguyễn Thị Sáu. Nếu không phải đất của bà Nguyễn Thị Sáu, à tại sao đền có 300 mấy chục triệu à? Nó nói là hỗ trợ 300 mấy chục triệu. Mời cướp đất của người ta. Mời cướp đất của người ta mà hỗ trợ 300 mấy chục triệu. Trời ơi trời. Mấy người này chữ đứng trên lưng là thằng Trần Hữu Ký không? Thấy cái sân anh Tấn không? Nè, ta coi nè bà con. Đó, bà con thấy ta coi không? Nếu ông Lê Văn Hưởng, ông Nguyễn Quang Thanh lên đây. Bây giờ chúng tôi đã bị cộng sản này năng cướp hết trơn rồi. Bị thằng âm mưu á. Ông Hưởng này là âm mưu ăn cướp đất của gia đình tôi trơn rồi. Nay không còn sợ chết gì nữa. Ăn cướp hết trơn rồi, của gia đình tôi hết trơn rồi. Không phải đất của tôi mà hỗ trợ 300 mấy chục triệu lại như thế nào? Tại sao dân người ta nhắc hết trơn nè, nó không hỗ trợ. Đó, đất người ta nhắc hết trơn nó không hỗ trợ. Mà đất của tôi mời cấp đất hỗ trợ 300 mấy chục triệu hay sao? Mà cô Khớp thì nó không cho tao nói chuyện. Hợp với tỉnh á, thằng Lê Văn Hưởng này không cho tao phát biểu. Đây là an ninh huyện, cứ ra không cho bà con ta coi là không biết cái lý do gì. Cứ để người ta coi. Bà con thấy gì hả? Không phải đất của tôi mà nó hỗ trợ 300 mấy chục triệu là như. Đó, bà con người ta coi thì nó ra nó đuổi. Ta coi thì nó ra. Từ an ninh. Đó, ta coi thì ra nó đuổi. Ông Út Hòa là mua chuột có từ huyện xã đến tỉnh. Bị bọn này nó mua chuột. Phải không? Không phải đó, bà Sáu nè, cô bác thấy chưa? Ông Út Hòa. Thằng cướp của người. Nó hỗ trợ. Tại sao bao nhiêu người nè? Đó, bà con thấy tại sao dân ở đây nó không hỗ trợ. Mà nó hỗ trợ gia đình tôi 300 mấy chục triệu. Mà chữ là phải chữ này âm mưu. Hai thằng này đầu sỏ, ví dụ chủ mua cướp đất của bà Nguyễn Thị Sáu do ông Nguyễn Văn
Đi cho tao tính đi gian. Ai trả? Tao thấy gì vậy đây? Nó tại sao dân nhất mà nó không nó không hỗ trợ? Phải hỗ trợ sao? Tao đâu phải đi xin 300 mấy triệu chưa đủ bà già tôi thưa ba mấy năm mấy 40 năm nay nữa. Máu mặt như vậy nè, bà đã xã nông thôn mới cái gì, dân còn đi khiếu kiện, còn đi tranh chấp đất này đất của bà luôn. Đó bà con, đó bà con thấy rõ ràng. Đất của người ta mà nó nói này nói nọ, đất không phải đất của người ta. Mà nó nói là nó hỗ trợ sao, hỗ trợ như thế nào? Nó mời vô dưới, nó không cho người ta phát biểu, nó tự động nó nói, tự động nó lên đài luôn. Chú Bi đâu? Chú Bi đâu? Đó, đất của người ta mà hỗ trợ gì? Ta đâu cần hỗ trợ, đất người ta cứ trả cho người ta, không cần hỗ trợ. Đất người ta phải là sáng tỏ, không cần hỗ trợ gì hết. Đất người ta như vậy nè, mà thằng Lê Văn Hưởng này dám lên đài truyền hình là nó nói là nó trả đất rồi, giải quyết qua thỏa đáng rồi. Chứ thằng Lê Văn Hưởng, thằng Lê Văn Hưởng ở trên nè, thằng này Nguyễn Quốc Thanh nè, hai thằng này cấu kết với nhau, đại diện thằng này đại diện cái tỉnh Tiền Giang, thằng này cũng đại diện cái huyện cái bè, mà hai bởi cái bộ mặt như vậy thì nó ăn cướp đó, bà con thấy rõ ràng không? Bộ mặt như vậy cướp, hai thằng này nó âm mưu với nhau, nó ăn cướp, nó chờ ông Nguyễn Văn Khang này về hưu là thằng này lên chủ tịch thay ông Khang. Ăn cướp lại liền, nó nói là ông này không biết giải quyết, nó nói là ông Khang không biết giải quyết, nó là bằng khoáng giả. Mà trong khi tao thưa ba mấy năm nay rồi, mà thằng này nó mới lên à, thằng này đó đi uống cái gì, thằng này đâu uống cái gì bà hai? Uống rượu. Đó có người ta mà đi hỗ trợ, bây giờ nói nó uống cái gì, bà con thấy bà con bây giờ cho nó uống cái gì, nó biết cái gì? Rồi thằng này nè, ai đó nó làm cái gì? Ăn cướp người ta, mấy thằng này không phải nói chung Đảng Cộng sản, nhưng mà mấy thằng này nó dựa hơi đất của xã để nó ăn cướp bóc của người dân, hại người dân, hại đất nước Việt Nam. Ơi, tôi bác thấy hả, lúc mà ông dân á, chồng của Chí còn làm việc đây ha, ở dưới quyền lên trả đất cho bà Sáu ha, trong cuộc bà ông Đào ha, ở trong phóng giấy vô, má tôi có ý kiến là không cho, ở quyền có ý kiến lên là bảo lâu là bảo là mà má về em lên, còn bà Nguyễn thì sao, có ý kiến lên là ở quyền không cho, ở tỉnh Tiền Giang không cho. Đó cô bác thấy sự là phải áp bức gia đình tôi không? Lúc mà thời ông Trần Hữu Chí lấy đất của má tôi á, hả, vô xử ở với quyền với tỉnh lên xử là ông ngoài dục giấy vô. Cô bác thấy chưa, phải áp bức gia đình tôi không? Gia đình tôi có ý kiến lên là không cho, còn mấy ông có ý kiến lên là mấy ông cho. Đó giờ thấy cô bác ông bây giờ nè, Lê Văn Hữu nè, chủ tịch tỉnh Tiền Giang nè, Nguyễn Quốc Thanh nè, chủ tịch huyện cái bè tỉnh Tiền Giang nè, ông Nguyễn Văn Khang trả đất cho bà Sáu rồi, hai ông này bao che cho ông Văn nè, bao che cho ông tính rồi á, biết không? Cái đây nè, ra đây nè, ra đây nè. Họ bữa trước bữa sau về trả đất cho người ta rồi. Thằng tính bồi chồng của con Ngọc á, nó cắt cái đó lên liền đó bà con. Mà nó cắt nó để tưởng ông cố nội nó nằm, nhưng mà thực chất ra nó tạo, nó cắt nó cho mướn tập thể dục đó. Đây nè bà con, đây nè, đây nè, mình phải chỉ vậy. Nó hợp ở dưới ông Lê Văn Khang á, ông Nguyễn Văn Khang á, đây nè, thằng tính bồi nó hợp trong đi về, nó cắt cái này lên liền, nó cắt xong nó ăn hối lộ nhiều quá, bị là tỉnh cắt chức đó. Bữa nay nó làm ở dưới là huyện ban quản lý chợ, ở dưới huyện cái bè đó, nó cắt cái này lên nè, đó hợp với chết theo như vậy làm liền. Này phải chỉ đạo của thằng Lê Văn Hưởng không? Đó phải chỉ đạo của Lê Văn Hưởng không? Mời công đất của tôi, nó đã trả rồi, bây giờ bộ này nó cướp trở lại. Ăn cướp đó có người ta cái gì cũng vừa phải thì thôi, dân người ta cái coi á, thì nó đuổi đó. Bây giờ đất của người ta nhất của dân nè đó, tại sao nó hỗ trợ cho người ta đi mà đất của người ta vậy, nó là hỗ trợ 300 mấy triệu rồi, mời công đất, không phải đất của tôi mà nó cho tôi 2 nền nhà hả? À, bắt nhốt bà già tôi 4 tháng 2 ngày, nó bắt lên xong nó bán nhà xong mới thả ra, bán nhà xong nó, đặc biệt là bán nhà xong nó mới thả bà già tôi ra. Ông Trần Hữu Chí xuống tới huyện cái bè gửi má tôi lại 2 tháng lẻ ra, là 2 tháng lẻ 2 ngày
xong mới thả ra. Bán cho phân lô, bán đàng hoàng mới thả má tôi ra. Đó, cô bác thấy áp bức gia đình tôi không? Lấy đất đãi giờ bắt má tôi 2 tháng rồi. Ông Trần Hữu Chí là Nguyễn và ông Giang đó, là cái xăng anh Tấn nó dớn đó, gọi xuống gọi má tôi 2 tháng là 4 ngày nữa. Đó, cô bác thấy chưa? Áp bức gia đình tôi không? Gọi 2 tháng là 7 ngày nữa là bán đất xong hết trơn, với ông Cấp Khiêm nữa. Bà bán rồi, bà bán rồi mới thả má tôi về đó. Đấy, hồi đó là ông Bốn đó, anh nói trả đất cho má tôi rồi. Còn thu qua đó đất cho má tôi là nói phần đất mà thừa thừa hưởng là đất của bà Sáu. Mà bây giờ nó nói cũng không có luôn nè. Thằng Thu á, biết chưa? Đây là thằng Thu đang đứng ở trong á. Thằng Thu này nó là trưởng công an xã nha bà con. Trước đây nó cầm từ cái thước, nó đo đất của gia đình tôi. Thằng Thu này nè, trưởng công an xã. Bây giờ nó nói là không phải luôn đó. Đó, bây giờ nó là trưởng ban công an rồi đó. Nó là bên địa chính nó đo đất cho bà Sáu. Nó nói đất của bà Sáu nó thừa nhận. Thôi, nó không phải đó. Hồi ông Nguyễn Trường Thành đó xác minh đó, là chính là thằng Thu đó, là trưởng công an xã nó đo, từ cầm cái thước nó đo đất. Kể cả xã này cũng nhận biết. Kể cả thằng Thu đó, nó thằng Thu hồi đó bên địa chính mà qua trưởng công an rồi, nó cầm từ cái thước đo từ tới đất nhà tôi đó. Đo từ tới đất nhà tôi đó bà con. Con thấy gì vậy đó? Phải đàn áp không? Đứng đây nè. Giờ ông thấy đây nè. Mà mỗi lần á, mỗi lần mà nó ra mắt cử tri á, là nó không mời gia đình tôi qua tham dự. Mà mỗi lần họp với gia đình tôi đó, là qua đến gào lại nè, mấy cửa hàng gào với dân nè bà con. Đây nè, những cửa hàng gào nó gào lại, nó không cho gia đình tôi qua. Họp gì nó cũng không cho hết trơn á. Họp gì nó cũng không cho hết trơn á. Quay lên truyền hình thì nó không cho quay. Lên truyền hình thì nó cắt tiếng. Trong phòng á. Đứng đây nè, là đứng đây nè. Đứng đây nè. Đứng đây nè bà hai. Đứng đây nè. Đứng đây nè. Đó, nó ăn cướp người ta vậy. Ăn cướp người ta mà nó hỗ trợ. Không phải đất của người ta mà nó hỗ trợ người ta 300 mấy chục triệu. Sao mà lên đại truyền hình đó, lên đó bắt luôn, nói là trả đất cho bà Nguyễn Lê Văn Hưởng, trả đất cho bà Sáu rồi. Hỗ trợ cho bà đất cho bà Nguyễn thì sao rồi. Giải quyết thỏa đáng rồi. Giải quyết thỏa đáng rồi đó, cô bác thấy chưa? Bây giờ lên báo chí cũng mất, không có ghi tên luôn. Rồi lên đài truyền hình tỉnh Tiền Giang luôn. Rồi lên xã Tân Thanh nói là không phải đất của bà Sáu. Rồi qua dở nhà bà Sáu, sao bà Sáu làm đúng mấy ông không bắt đi. Đó, cô bác thấy chưa? Bây giờ áp bức gia đình tôi quá. Ông Trần Nguồn ăn Nguyễn Văn Khang trả đất cho má tôi rồi đó. Mà là Lê Nhân Hưởng với Nguyễn Quốc Thanh là cướp đất lại đó, không trả đó, cô bác thấy chưa? Đó, bà con thấy gì vậy đó? Gia đình người ta mời công đất mà nó ăn cướp người ta 10 công đất ở tại chợ mà nó đền bù. Ba nó nói là không phải đền bù, nó hỗ trợ cách sao? Hỗ trợ cách sao? Má tôi đi ở ngoài Hà Nội về mấy lần nghe, có giấy ở ngoài á, về trả mà nó trả ông Lê Văn Hưởng với ông Nguyễn Quốc Thanh không trả luôn, cướp đất rồi sao luôn đó. Ba mươi mấy năm trời mà ủng hộ gia đình cho má tôi được bao nhiêu? Họp ở dưới các ban ngành đoàn thể là có thằng Lê Nguyễn Quốc Thanh này nữa, là ông Lê Văn Hưởng cũng có luôn. Rồi ông Nguyễn Văn Khang mới yêu cầu là ông Nguyễn Quốc Thanh nói về trả đưa giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Sáu. Mà hai thằng này nó chờ ông Khang chưa về hưu là lấy cái bằng khoáng giả ra, nó nói là đất là bằng khoáng này không phải. Mà trong cái đó bà già tôi thưa kiện ba mươi mấy năm nay mà ông Khang nói yêu cầu ông Nguyễn Quốc Thanh phải trả đất cho người ta, mà thằng này nó chờ ông Khang về là mấy con để ăn cướp liền, ăn cướp liền. Bà con thấy vậy không? Đây nè, bà con thấy ông Khang này á là hợp có hai thằng này, nhưng mà vậy kia thằng này nó giải quyết cả thì thằng này nó không giải quyết, chứ thằng này chờ ông Khang làm về hưu. Hai thằng này âm mưu với nhau là chủ mưu, và cái thằng này là chủ mưu, thằng Lê Văn Hưởng chủ mưu ăn cướp, thằng này là ăn cướp bao che thằng Nguyễn Quốc Thanh này đó, cướp đất của người ta. Bà con thấy vậy đó. Em chờ anh hồi một chút, em quay lại cái nữa anh. 9 giờ em quay, 9 giờ 10 giờ em quay lại cái nữa anh. Em chào các anh.